nói gì để cho làm cho đứng phòng được không? Em muốn ngủ. Em cho anh hỏi là anh đang ở phòng nào hả? 502 502. Về phòng của em là cho anh xác nhận lại là em là phòng sáng giá em sáng giá em là cái phòng karaoke mà nó hát từ lúc 7 giờ đến từ 11 giờ đêm rồi nó không hát, nó không có ngừng nghỉ. Em ok ok anh hiểu tình huống rồi, nhưng mà cho anh hỏi lại lần nữa là em là đang ở một mình, em đang ở chung với ai, phòng của em là ở phòng gì? 82 80 tuổi rồi nãy giờ mới thử ok thì bây giờ là tạm thời là anh sẽ lên để xem tình huống như thế nào ha, rồi anh sẽ nói lại anh sẽ nói với lại tiếp tân để góp ý cho người ta. Anh báo tiếp tân liền đi rồi lên đây. Ok rồi anh chị xem xét lại phòng giùm em là phòng 502, thì bên cạnh có một phòng đang rất là ồn, thì mình có thể là cố gắng làm sao mình nói với lại khách để có thể giúp cho phòng bên cạnh người ta được nghỉ ngơi chút xíu ạ. Còn phòng hai không em? Còn tiếp không, nhưng mà nếu trong trường hợp muốn giặt nữa thì em sẽ làm một cách khác nữa, ví dụ như vậy.